Đúng rồi. Chào các bạn nhé. Ở đây đang diễn ra cái cuộc thi bắn nỏ ở cấp độ xóm rồi các bạn. Mấy anh em đang, các bạn đang bắn nỏ dưới này. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem. Đất ở đây còn rất là rộng luôn. Khu vực này nó là một trang trại các bạn. Rất là đẹp. Đây có một xóm à? Tất cả các xóm trong xã thi bắn đấy các bạn. Bắn cái nỏ này luôn à? Đây nỏ rất là đẹp quá. Cái này tí khéo mang ra đấu giá nữa quá. Bán luôn đấy, nó bán 1 triệu đấy. À 1 triệu à? Báo từ cao thấp. 10. Anh này tính nhân đạo nó cao nhưng mà không muốn bắn vịt thượng, bắn lấy bên nuôi thì bắn vịt thịt phải bắn chuẩn như thế. Mỗi xóm là mấy người? Gãy cọc bia rồi. Đây là mỗi bác là bắn 6 tên đúng không ạ? 3 cái tư thế quỳ và 3 cái tư thế đứng. Ôi ôi. Tên này chắc tên cuối cùng quá. Ngắn quá. Ngắn rồi. Ngắn quá. Nó sinh lên thế đấy anh ơi. Nó phải thừa cho bên ngoài 5 phân. Đúng rồi. 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 7 điểm luôn. 7 rồi. 5 rồi. 5 5 1 1. Không. Thế là cũng chuẩn phết đấy chứ nhỉ. Thế thôi. Có phải lúc nào đi bắn đâu đúng không? Cho xem cái nỏ tí vào. Nỏ này có hay đi bắn không? Đang đứng số 3. À đang xếp thứ 3 à? Thế ông nào xếp thứ nhất? Ông Tiến Đường. À ông này này. Nỏ này có hay đi bắn không chú? Có. Bắn xong rồi nhỉ? Đóng chắc lâu phết rồi đấy nhỉ. Ừ, lâu rồi. Cái này đóng được rồi mà nó đi bán phi ở Thanh Trơn này này. À. Thế mới đóng này. Hôm nay mới mang ra. Nhưng mà thường ngày nào có đi bán không? Không, chẳng có ăn bỏ gì rồi. Cái này đâu vậy? Cháu xem tên tí nào. Tên. À hai cái này chuẩn hơn à? À vẫn là con non. Tên này. Cái tên nỏ nó cứ đi vú đi vú. Nỏ này là bằng là chít luôn. Là chít. Thường làm phải cái khóc ở đây chứ chú. Khóc làm gì? Khóc để ví dụ vào chuột nó mới mắc chứ, phải không? Cái này nặng phết này bạn. Chắc đóng. Cái này là cái xến đây này. À, xến này. Xến thảo nào nó nặng nhỉ. Cái này mới sửa lại quá. Mới sửa này là nó chưa may là phải đấy. Bắn thử. Rồi. Rồi. Bảy. Sáu. Năm. 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 Một. Không. Dưới kia đang là thi bắn nỏ ấy bạn. Còn trên này thì anh trai mình đang bày cỗ lá. Bản sắc vậy. Bao nhiêu mâm này anh? Hôm nay tất cả nó 5 mâm. Là vịt trời. Vịt trời thật à? Vịt trời đấy, vịt này ngon lắm, 200 nghìn cân đấy. À, vịt trời các bạn. Vịt này 200 nghìn cân đấy. Vịt thật là ngon. Của nhà nào nuôi quá? Cái này là anh nuôi mà. Hắt vô vụ cấy ấy. Đấy, thịt vịt trời các bạn. Vụ cấy là vịt... Chân nó rất là đẹp. Tại vì giống này không nhốt được. Nhốt thì nó bay là cũng thể... Năm mâm à? Năm mâm. Năm mâm mà đông thế?
Ở cái đấy một số anh em nó đến xem qua. Xem thôi. À. Còn thức mời nó còn 5 mâm thôi. 5 mâm. Phần tối nay nha các bạn nha, tối giao lưu nha. Khén. Khén đấy. Bốn. Nói là làm chứ còn. Một. Đây sân này là các bác làm riêng thôi. Chưa một cái chứ này là được cướp cò à? Xong rồi các bạn ạ. Ba vận động viên xuất sắc gồm ông Hà Văn Trê ở xóm Bương là 43 điểm. Bây giờ trao giải. Ban tổ chức xin cố gắng là năm Tết Dương lịch này. Tết Dương lịch này. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu anh Hà Văn Tiếp ra lên là đề nghị chúng ta trọng tài ở đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả các đồng chí vận động viên. Vâng, anh Chiến à? Vâng. Chiến Trang. À, Chiến Trang vâng. Cao ngựa anh? Cao, vâng. Cao Sơn Dương. Cao Sơn Dương à? Đấy, với tức là cốt thì anh ở đây là một bộ cao ngựa này. Vâng. Một bộ xương ngựa này, một bộ xương Sơn Dương này, một bộ xương hoãng này. Rồi, rồi. Và 5 cân xương mèo. Này bán này ngâm anh. Anh thì nuôi bán nhé. Anh vẫn là bán hay dùng? Vừa dùng vừa bán. Vừa dùng bán gì? Tí nữa tí lấy số điện thoại nào để em ít nhá. Được. Hôm nay mình đến đây thì gọi là ngồi giao lưu với các bác luôn. Chào mời bác nhá. Em mời anh nhá. Mời em nhá. Mời anh nhá. Sức khỏe nhá. Đây mời các bạn nhá. Bắn sâu được nhiều điều vòng 10. Rồi rồi ok. Xương ơi, ai cái nào? Để mời các bác đi. Lòng ghê, lòng gà. Sao? Nộm nộm. Bây giờ phải lòng vịt nộm ghế chua nhá. Hai mâm này chưa chết rồi. Mâm sẵn đây rồi. Cứ bây giờ này là củ tềm rồi. Còn đây là cây chuối à? Cây chuối nhà. À. Nấu quá. À, anh nhỉ, chén thứ ba nhỉ. Rồi. Hết chén này là giao lưu đúng không? Đây là bán sẵn giống màu. À, cái này thịt vịt trời thật đấy. Vịt trời thật à? Vịt trời nuôi đúng không? Đây thịt vịt trời nha các bạn nhé. Này. Hơi dài đấy. À, thịt vịt trời nó dai nhỉ anh nhỉ? Nhà bí thư chi bộ nhỉ? À, thế bác uống chưa đi? Bác uống chưa? Thế em xin phép xin chơi nha. Em mời anh nhá. Vâng. Rồi nhá. Vâng vâng. Vâng không có gì anh. Vâng. Mày. Ông này ông nói thế mình làm khó anh. Cái bác này hôm nay được giải nhất nha các bạn nhá. Sang giao lưu với anh em một em. À anh em một mình. Giải nhất, giải nhất. Chắc là tập cũng bao nhiêu ngày nay rồi đúng không? Đây mình đang ở nhà anh Hòa, đang rủ anh Hòa đi gội đầu. Quá hay con lợn để Tết với thịt đúng không? Tí. Thịt con nào Tết thịt con nào? Con nào được con? Hai con một con bán đúng không? Anh Hòa để Tết thịt hai con lợn này không? Mình thì vừa uống rượu ở trên
chỗ bắn nỏ về và nhà anh Hòa chơi tí. Anh đang chuẩn bị nấu rau với lại một ít gọi là sốt vang nhỉ chị nhỉ? Sốt vang, mình cứ gọi là sốt vang đi bởi vì là nấu theo kiểu sốt vang. Nhưng cái thành phần nó là em mình thấy là có da bò đó. Thành phần của nó là da bò. Da bò. Nhưng mà mình lại kiểu mình mua cái gia vị này nó người ta nấu sốt vang ấy. À. Mục đích chính của mình là mình tí mình rủ anh Hòa đi gội đầu. Rủ đi vịt á. Thôi rủ đi gội đầu thôi. Ờ điện này cắm đâu? Điện này á. Ờ sao anh vừa cầm nó sáng phải không? Đây. Hay nhỉ? Ô. Cầm vào tay mà anh có điện à? À, đây, anh Hòa anh cầm vào tay là có điện này. Đây là chất các bạn. Đấy. Như này các bạn ạ, điện cắm vào đây này đấy. Đấy xong dẫn đây rồi các bạn nhé. Đấy, dây này. Dây dẫn đây này. Miễn là cái gì ướt là nó sáng lên mà. Đấy, miễn là dẫn lên đây nhá. Quanh quẩn chỗ này thôi. À ra đây tận trên này. Và phát ra ánh sáng. Đơn giản thế thôi nhá. Thì anh có tí rau là phấn khởi rồi. Thì mình ngồi mình đợi ăn thôi. Anh chị cũng chuẩn bị sẵn rồi. Cũng không có ý trước đâu nhưng mà đến đây thì mọi thứ nó cũng chuẩn có sẵn hết rồi. Đấy, đấy là chị lười. À. Nếu không lười là lại giúp cô phó toàn là chị để cãi rồi anh. Có chặt đâu. Xin lỗi. Món da bò. Nấu theo kiểu sốt vang. Đấy. Bên này là rau cải. Đơn giản thế các bạn ạ. Nhà có nuôi hai con lợn nên là trước khi ăn là cũng phải nấu cám lợn đã. Đây cám lợn, nồi cám lợn đây. Vâng vâng các bạn ơi. Làm về có hôm về mình mà vẫn phải làm cái cám lợn. Nhưng mà cái này nó vẫn tí nó vẫn hết điện đúng không anh? Nếu mà lâu đúng không? Ừ nếu mà chạy lâu nữa nó hết hết thì mình lại xào vào luôn. Mình lại cắm vào. Cho bột canh vào anh. Ừ. Rồi anh em mình nhỉ. Rồi làm ăn. Chúc sức khỏe nha. Chưa anh ăn cơm chứ. À. Da bò nấu theo kiểu nấu sốt vang ấy. Đây này. Nhưng mà cái này là mình thái, chính là mình thái là hơi bé. Ừ, đấy là được rồi. Vẫn gắp được nó chưa nát đấy, còn đây rau cải nhá. Bữa ăn rất là giản dị. Tí nữa xin phép là chị Hoa cho anh Hòa đi gội đầu nhá. Này là anh mua xong là về lúc anh mới đi Văn Miếu là anh mới mua cái đồ nấu. À. Nhưng mà đúng cái này hôm nay mình đúng là mình phải cho mình mua thêm sa tế cho vào nữa thì nó ngon. Không có sa tế à? Ừ, này, nhưng mà thế vẫn thơm mà. Anh quên. Cái này là phải hai buổi ăn. Không phải bạn. Bên mình không bán nữa anh mà nhỉ? Ở bên mình hôm chả biết hôm cánh mùa đâu cũng thấy được hai cái. Đây này, chai bia này bọn mình lúc trước là hay đi dùng để đổi kem đây nhỉ anh nhỉ? Ừ. Đấy. Mà bây giờ thì đã không ai đổi đâu. Bây giờ không đổi nữa. Trước là một chai này là được một cái kem. Đấy một chai. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là nó không bị nó không bị sứt. Nó không bị sứt ở miệng. Sứt ở miệng thì đấy. Nó mới lấy. Đấy. Nó đến là đem chai là nó không phải sờ sờ này này. Đúng rồi. Nhẵn là nó không sứt không sứt không nào là nó mới lấy. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà lúc đấy lại đổi kem lại kem đá nhá, không phải đổi kem ấy bây giờ. Có loại 500 ba que đấy. Đấy. 2 tê một que đấy. Thôi nốt ban bia này xin phép là dừng máy để nhâm nhi với anh Hoàn đã các bạn nhá. Anh em cứ ngồi thoải mái đi. Ngại gì đâu mà. Uống mạnh vào tí lên rồi có thể anh em mình còn mạnh mồm được không, có lên là cái kiểu là nó không chết nhưng mà nó run. Bởi vì lâu ngày không được bàn tay con gái sờ vào sờ đúng rồi. Lên không dừng máy xong là 2-3 hôm nữa thì chắc là anh em mình lại gặp nhau. Anh em mình lại gặp nhau bởi vì dạo này là công việc nó cũng nhiều quá, cần Tết mà. Bây giờ về các bạn.